Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh Thi Thiên 139 câu 14 và làm cử điệu. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng. Lòng con biết rõ lắm. Thi Thiên 139 câu 14. Chúng ta cùng làm lại. Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng. Lòng con biết rõ lắm. Thi Thiên 139 câu 14.